Xin chào à, mọi người. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2022. Mời mọi người đến với phi hôm nay. Um, thật sự là mấy ngày hôm nay thì em rất là bận bởi vì em phải về quê để giải quyết công việc á chứ em không có trực tiếp ở vườn đâu mọi người nhưng mà cái phiên vừa rồi em bán hàng thì rất là nhiều khách hỏi luôn mà em không có đủ hàng để bán rồi cũng rất là nhiều khách chờ chờ em bán hàng cho nên là ngày nào em không bán là khách cứ hỏi là ủa sao không thấy lên cứ chờ miếng mà không thấy lên rồi chỉ chờ em lên cũng chỉ để mua hàng của em thôi bởi vì khách kêu là rất là nhiều kênh bán á, nhưng mà không thích mua bởi vì họ mua bên em quen rồi là họ cứ chờ em thôi thì em rất là um, cảm kích trước cái tấm lòng của khách đối với em cho nên là hôm nay là em nhờ người nhà em quay mấy cái video này để em bán cho mọi người đây chứ thật sự là em không có ở vườn đâu mọi người và em cũng nhờ người đóng hàng này kia các kiểu thì em quay rồi em sẽ chốt cây rồi em nhờ người đóng chứ còn cũng không có ai ở nhà để 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 em không có trực tiếp ở nhà ấy, thì để em quay hay là chụp hình cho mọi người đâu nha. Và em cũng nói rồi thì em quay thì cũng rất là rõ ràng rồi. Nên là mọi người xem video giúp em rồi chốt hàng thôi nha. Còn nói chung là hàng thì em không đủ bán bởi vì mỗi khi mỗi phiên á thì khách chốt rất là nhiều, chốt cực kỳ là nhiều luôn chứ không phải là chốt một hai chậu để mà có thể đi chụp hình rồi các bác đó mọi người nhìn cái hình này mấy bữa kia em bận là con em cũng phải mới có 6 tuổi thôi mà còn phải phụ em đóng hàng như thế này, các kiểu này à, hàng thì ngọc nhà như thế này luôn cho nên là cũng rất là cảm ơn mọi người đã hiểu và thông cảm nha thì em mượn cái video hoa này để, để em nói về cái việc đó còn cái chậu hoa này thì em đã bán rồi nha mọi người bán cho khách rồi đi vô chi tiết cái lô hàng hôm nay thì em còn ba chậu HO lớn hả mọi người Đấy, còn mấy chậu lớn lớn như này còn nó là hai thân còn cũng còn một lô những cái chậu nhỏ nhỏ một thân rồi à, chậu số 1 này thì cái này di Duy Vũ có quay và đo sang cụ thể luôn là 68 sang nha mọi người đó 68 sang và nó lên ba mồng gốc rất là khỏe luôn cái này nó đã mọc rễ như thế này thì về mọi người có thể lách ra hoặc là cắt chúng ta trồng lại được hết nha đó rễ bắt đầu nhỏ này thì lại dễ trồng nè mọi người bỏ vô bỏ thông với là nó nó bám liền đây là thân già của nó thân già này thì bắt đầu lá nó xuống cho nên là nhìn nó không có được đẹp cho lắm đó mọi người nhìn là nó không có được đẹp nhưng mà cây thì nó rất là lực Chậu số 1 đó em bán giá là 2 triệu nha Chậu ho số 2 là chậu này Thì mọi người nhìn ba cái mồng gốc nè Nó lên thì khỏi phải bàn luôn nha Đó, ba mồng gốc lên thì rất là phê Đó, ba mồng gốc lên như thế này Cái này nó lên giống như là mùa mưa mà trong những cái bụi tre á mọi người Măng con nó bắt đầu nhú lên á Nhìn nó rất là có sức sống và nó rất là khỏe luôn Mọi người nhìn cái đế của những mồng gốc này nó cũng rất là lớn Tức là mồng rất là lực cho nên nó lên rất là khỏe ở trên này thì nó có hai cái thân lớn như vậy. Đó, hai thân lớn nha. Rất là dài. Thì em cũng không có đo là dài bao nhiêu bởi vì cái này lại không phải là em quay em <laughs> như em nói đó, em cũng không có ở vườn cho nên là em ước chừng thôi, như vũ đo thì ước chừng qua cho em. Đó, cậu này nó cực kỳ là dài như vậy nha. Thì chậu số 2 này thì giá là 3 triệu nha mọi người. Giá này là hết giá rồi đó, là em mua được rẻ là em chia sẻ rẻ đó. Qua chậu số 3 là chậu này. Chậu này thì mọi người thấy là nó cũng bắt đầu lên vùng gốc nhiều hơn chậu bên kia Chậu này gần 2 mét nè, đó là 1 mét 8 thì đó mọi người thấy là nó lên được năm cái mầm gốc luôn nè mà mầm nào mầm nấy rất là lực nha không có cái mầm nào mà teo tóp hết á mầm nào cũng mập khỏe hết mà cây nè, mọi người nhìn thấy không cái gốc nó đẻ tự nhiên á cho nên là một thân nó lên tới hai ba mắt đó và nó lên rất là khỏe về thì những cái thân lớn này mọi người có thể kích được hoa rồi thằng lớn này kích được rồi bởi vì cây nó đủ lực rồi thì chậu số 3 này thì em bán là ba triệu rưỡi nha bởi vì nó rất là dài đó đây là những cái chậu hai thân hôm bữa em bán mấy chậu này thì khách toàn hỏi em có còn hay không xong rồi có những khách là còn chuyển tiền trước nữa ra có một khách chuyển trước à hai triệu rưỡi thì bây giờ là cũng không biết là khách để chậu nào cho khách nữa đây rồi tiếp theo là chậu số 4 nè rồi chậu số 4 là 25 mươi lăm sen mà. chắc 25 hay là hai cũng không biết đây, chậu số 4 Chậu này thì em bán là một triệu rưỡi nha Thì mọi người thấy là nó thân rất là dài Có một mầm gốc và một cái kỳ này Rồi, chậu số 5 là chậu này Đây là chậu số 5 nè Tầm được 40 sen Đó, à, chậu số 5 này 40 sen Đấy, số 5 40 sen này Thì chậu này em bán là Bao nhiêu ta? 1 triệu 2 đi Chậu số 5 1 triệu 2 Chậu số 6 nè Chậu số 6 đây số 6 nè. Số 6 là những cái chậu này. Thì em cũng không biết nó dài bao nhiêu lúc nãy em không nhìn nhưng mà khá là lớn. Chậu số 6 này là triệu rưỡi nha mọi người. Đó, số 6 là triệu rưỡi. Tiếp theo bên này là cây năm cánh trắng phụ thọ nha mọi người. Đó cũng lấy cùng với cái lô HO đó. Cây rất là mọc khỏe, đẹp tự nhiên. Lấy cùng với cái lô mà hôm bữa có chậu hoa em quay đấy. Chậu số 1 này thì dài là 1,3 m. Đó, em cũng không biết phú thọ bây giờ giá bao nhiêu nhưng mà em cũng nói luôn là giá trong nam thì khi nào nó cũng đắt hơn ngoài bắc nha mọi người đó thì các bác thích mua ở đâu thì mua thôi em nói thẳng như vậy bởi vì những cây này trong em thì không thể nào mà nó rẻ hơn còn cái nôi là ở ngoài bắc được đó cây này nó dài một m ba thì em bán là một triệu nha rồi cây số 2 là một m hai một m hai thì cũng gần là một m ba nhưng mà nó lại lên được hai mồng gốc nè thì cây này em cũng bán là một triệu luôn đó nó chỉ là cũng không bao nhiêu hết đó, bán là 1 triệu luôn Thì à, em bán theo cái giá em mua bô thôi à, Ở đây người ta bán cho em 8 900 thì về em bán 1 triệu Thì công đóng này kia rồi tiền trả cho nhân viên thì chắc em được, được à, 50, 70 gì đó Chậu số 3 nè là chậu 2m2 Chậu này thì nó có tới 3 thân luôn mọi người đó, Nó có tới 3 thân nha đó, Cây rất là mập như thế này Thì à, chậu này em bán là 2 triệu đi đó, 2 triệu cho 3 thân này mông gốc ở dưới thì chi chít luôn những cây này mùa này nó lên mông gốc hết rất là đẹp nha mọi người đó, lên cực kỳ là đẹp luôn đó mà cái ngọn của nó thì mọi người thấy nó to mà nó khỏe cây vẫn còn đi ngọn này chưa có đứng chắc lắm nhưng mà cây thân cây là cực kỳ là to hình to ra rất là đẹp chậu này thì nó có ba thân nha đó Bà thân bởi vì em không có trực tiếp quay cho nên là bây giờ em phải nhìn cây để em em đoán được cái kích cỡ của nó đó nhưng mà mọi người cứ yên tâm thì nó nó như thế nào thì em nói như vậy thôi đó với lại dưới gốc thì mầm gốc nó lên rất là nhiều nha lên cực kỳ là nhiều mùa này mùa mầm gốc rồi cho nên là mọi người cứ yên tâm thì đó là chậu số 3 nha 2 triệu là chậu đấy rồi qua chậu số 4 nè chậu số 4 này thì cũng là ba thân luôn hay sao á đó, chậu 4 nè, cũng ba thân, coi rất là đẹp, 2,8 m Thì em tính là hai triệu rưỡi đi, 2,8 m bán là hai triệu rưỡi nha Chậu này đẹp lắm mọi người ơi, kỳ nó lên nhiều mà thân nó mập mà nó ú ù luôn Lá nó xanh mướt mượt mượt luôn á đó. đó mọi người thấy không đó nó đứng ngọn rồi kìa nó có một thân đứng ngọn nó đẹp ghê gớm không hai triệu rưỡi cho chậu này nha Nó nói cho mua về làm tác phẩm và chơi và kết hoa thì quá là tuyệt rồi không thể nào mà đẹp hơn được đó, chậu phú thọ này là hai triệu rưỡi nha thì đấy là mấy cái chậu tác phẩm lớn gồm có phú thọ và ho tiếp theo là em có cây tích lịch họa nha mọi người Ở bên này thì em còn hai chậu như thế này cái hai cái thân này là nó tách ra được từ những cái chậu mẹ hôm bữa đây chậu này nè mọi người chậu mà hoa đậm này nè thì uh, mỗi chậu thì em bán giá là một triệu rưỡi nha mọi người cây trồng thì bây giờ nó rẻ nó bám chậu ống hết chậu hết rồi và ngọn thì nó đang đi đó thân thì rất là xanh và đẹp luôn hoa tới lịch hỏa thì em nói nhiều rồi nên là bây giờ em cũng không nói nữa nó là bông bệt mũi trắng cánh ám và nó nở ở miền Nam á, thì cánh của nó hầu như là cánh trắng luôn chứ cũng không phải là cánh ám nữa rất là sáng màu vì mọi người thấy cái bông hoa này nó đã tàn rồi nhưng mà cái sắc đậm của nó thì cũng khỏi phải bàn luôn một cái sắc đỏ rất là rực rỡ màu bệt thì người ta thường hay gọi là, là nó là sắc đỏ đúng không, mọi người đỏ rực cả một cái góc trời cả một cái góc vườn như vậy để chơi thì hồng bệt thì vẫn mãi là đỉnh cho nên là khách vẫn thích mua bệt nhiều bởi vì cái màu đậm của nó như vậy thì đó là tính là hỏa nha em còn hai chậu như thế tiếp tục bên này là vẫn là hương rừng nhé mọi người thì cái lô mẫu này thì em cũng quay uh, mấy ngày rồi hôm nay em quay tiếp nó là một trong nhiều một chậu cho kích cỡ nó như thế này nha mọi người cây bệt hương rừng là một cây khuôn cũng rất là đậm lưỡi dài ống nha nhiều nơi thì gọi nó là bệt tim nhưng mà cái này do chủ là vườn La hương Hương Rừng á người ta sổ ra cho nên là người ta đặt nó là Hương Rừng à, cái bông hoa này thì cũng là từ cái vườn La Hương Rừng ra đó mọi người bông cũng rất là đậm nha màu đậm cực kỳ là rõ rõ nét luôn đó thì em vẫn bán đều đều là 100 trăm một chậu còn trong vườn thì nó vẫn còn nhiều cái cỡ của nó từ những chậu lớn 200 300 ba một triệu đều có hết nhưng mà em dạo này thì mọi người thích mua hàng sưu tầm vừa tiền á cho nên là mua cái những cái chậu nhỏ này thôi thì em quay những chậu nhỏ còn vài bữa nữa thì em hết công việc em về thì em sẽ quay những cái chậu lớn với kích cỡ lớn để cho mọi người dễ sưu tầm mặt hàng tiếp theo là chân thành nha mọi người năm gánh trắng chân thành đấy em còn những cái chậu nó kích cỡ nó như vậy này thì bốn uh, trăm ngàn một chậu nha thì kích cỡ của nó tầm là ba bốn sen đó, thì mọi người lấy cứ bảo lấy 400 thì tất nhiên là em sẽ chọn cho mọi người những cái chậu đẹp trước đó những chậu lớn lớn đẹp đẹp trước còn những cái chậu nhỏ mà nó nhỏ quá thì sau em sẽ bỏ vô combo bán hoặc là em tính cái giá nó mềm hơn Còn đối với những cái chậu mà lớn lớn như thế này nè thì giá là 500 nha mọi người Đó lớn lớn như vậy thì 500 thì cái cỡ của nó tầm 6-7 cm á Đó cái cỡ tầm 6-7 cm à, cây nó như thế này nha Đó đây là chân thành Đó còn cái cỡ lớn hơn như thế này thì 600 600 thì nó cỡ được 7-8 cm thì đó là số cây nó còn lại cho nên là em cũng bán giá nó mềm hơn những cái phiên trước đó mọi người đó, Cây nó còn lại thì là những cái cây nó không không đẹp bằng những cái cây trước mình bán Cho nên là giá nó sẽ rẻ hơn Và cuối cùng bên này là em vẫn bán Hà Tĩnh nha Đấy, Hà Tĩnh này thì mọi người cứ lấy 2 hai cho hai ba chậu một chậu gì đó tùy thì 200.000 một chậu cho những cái cây mà từ 20 sang đổ lại nha đó 200 nghìn một chậu những cái trong này thì kích cỡ nó từ tầm 20 đến 30 mà còn cây mà 40 cm thì em vẫn bán là 400 giống như thường khi cho nên là khách lính lấy cái cỡ 20 200 thì đây là những cái lô nhỏ này nè đó thì nó là tầm 2 200 nghìn nó có những cây thân của nó thì cũng bắt đầu mọc nó vẫn đi ngọ mọi người chưa có đứng đâu cái này về mọi người thay chậu nha chậu này này trong này nó bé nên về mình thay ra cái chậu lớn cho nó phát triển rồi xin chào nha mọi người mua cái gì chốt hàng qua cho em rồi em kêu người đóng nha cảm ơn mọi người đã theo dõi mọi người video chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha